Rồi, xin chào tất cả mấy anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mấy anh em cách xóa cái remote cũ đã bị mất nha anh em. Thì đây là cái xe nó lên khóa smart key đã đánh mất cái remote nha. Hôm nay mình mới copy xong cái remote mới. Thì bây giờ nếu mà để giữ cho an toàn cái xe của mình á, để người ta khỏi lượm được cái remote người ta mở cái xe mình, thì mình sẽ xóa đi cái mã cũ nha anh em. Thì cái mã cũ nó lưu trong cái cục exo ha, bây giờ mình sẽ xóa nha. Thì trước khi xóa mình cũng đã copy xong rồi. Thì đối với những cái dòng xe mà lên khóa smart key á, thì nó không có hai cái jack lập trình khóa smart key nha anh em. Còn đối với những cái xe mà nhà sản xuất người ta ráp khóa smart key có sẵn thì nó sẽ có chừa ra hai cái jack nha. Đó, cái jack để mình thực hiện quy trình lập trình khóa smart key. Thì bây giờ nó không có cái jack á thì mình phải làm sao? Thì đối với những cái remote 32 đây nè, một cái xô như thế này nha anh em. Thì cái nó có một cái chân. Cái chân số 18 nha. Cái chân số 18 này là nó có một cái dây đưa ra để nối với bình ắc quy. Thường thường anh em xem mấy cái xe khóa smart key đúng không, thì nó có cái jack màu đỏ đó. Cái jack đó là để mình nối trực tiếp vô cái nguồn ắc quy á. Thì bây giờ để mình tháo cái xe này cho anh em xem nha. Nè, như cái con xe này là nó có cái jack này nha anh em. Nè, anh em thấy không, cái jack màu đỏ nè. Cái jack này là cái jack để nối trực tiếp vô cái nguồn ắc quy của mình nha. Thì ở trên cái bộ khóa smart key này á, người ta ráp một cái bộ dây chuyên lên khóa nha. Thì trên cái bộ dây này á, là cái chân số 18 này á, thì các bạn thấy cho mình, để ý mình nha, là cái dây vàng sọc đỏ nè, đúng không, chân số 18 này. Thì vàng sọc đỏ này người ta đấu thẳng vô cổ cụ chì, người ta chừa sẵn cho mình nè. Như vậy là có một dây có nguồn nha, một dây nguồn bình ắc quy nó vào đây. Thì thay vì mình lấy cái kẹp mình nối vô bình ắc quy thì nó có một cái cầu chì, anh em chỉ cần ghim vô ra trực tiếp là nó sẽ nấu điện nha. Thì bây giờ trước khi mà xóa được cái mã này á, thì anh em phải cấp nguồn vào cái chân số 18 cho mình. Thì anh em phải để cái remote đang ở chế độ màu đỏ nha. Rồi, màu đỏ xong rồi anh em nối cái dây chân số 18 ha, cái dây nó vào nguồn ắc quy. Thì ở đây mình có cái này mình nối ra nè. Nhớ nha anh em, những cái xe mà khóa theo xe á, thì nó có cái jack màu đỏ, thì anh em ghim cái jack đó, cái chân màu đỏ như hồi nãy mình nói nha, chúng ta ghim trực tiếp cho mình ắc quy. Còn cái này là nó không có nghe, mình phải ghim cái cầu chì nối trực tiếp này. Tại vì cầu chì là nó có một dây đi vào đây, anh em ghim đó, chúng ta ghim xuống. Ghim vào ha. Ghim xong rồi anh em mở cái remote lên đèn xanh cho mình. Chúng ta nhấn ha. Nhấn mở khóa này. Đó, các bạn mở khóa lên. Mở khóa xong rồi anh em sẽ tắt khóa xuống này. Chưa? Tắt khóa xong. Bây giờ mình sẽ rút này ra. Đó, như vậy mình đã xóa xong cái mã cũ rồi nha anh em. Bây giờ mình sẽ sau khi xóa xong, bây giờ mình sẽ tháo cái cục này. Thì để chứng minh mà mình đã xóa thành công cái này rồi á, thì bây giờ mình sẽ lấy thử cái cục exo này, mình ghim vào cái máy Motocan ha, mình kiểm tra cho anh em thấy là cái mã ID này mình đã off nha anh em, nó không còn on nữa. Bây giờ mình sẽ tháo ra đưa ghim cho anh em xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra mình kiểm tra cái mã này ha, nó đã off rồi nha anh em. Thì thực ra là khi mà anh em đã xóa được cái mã này thì chúng ta không cần phải tháo ra kiểm tra nha. Thì đây là mình làm video cho mấy anh em để mình xem thử thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đọc cái mã ha, đọc cái mã từ exo. Rồi bây giờ mình sẽ ghi mấy cọng màu vàng này vào đây mình đọc.
Đó anh em thấy không? Cái mã KID 1 đúng không? Cái mã 1 mình đã off rồi nha. Còn hiện tại giờ là cái mã số 2 là cái mã K2 này là mình on. On như vậy mình đang sử dụng, còn cái mã số 1 là mình đã off rồi nha anh em. Cho nên nếu mà bây giờ khách mà lượm được cái remote nó thì không thể nào mà mở lên được cái xe này nha. Đó, anh em phải để ý hai cái mã mình nha. Ở đây như vậy cái video mình chia sẻ cho mấy anh em cách xóa cái mã ID mà của cái remote đó bị mất. Đến đây kết thúc nha anh em. Xin chào tất cả mấy anh em nha.